Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Ngày 20 tháng 2, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Hoàng Minh Hào, 20 tuổi, quê Bắc Giang về tội giết người và cướp tài sản. Hào là nghi phạm sát hại chị LTTL, 21 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Về manh mối phá án, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, Hào bị Công an quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội bắt giữ liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản. Sau đó, bằng biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã đấu tranh buộc Hào phải khai ra hành vi giết người, cướp tài sản thực hiện trước đó mà nạn nhân là chị LTTL. Ngoài bị điều tra về hành vi giết người và cướp tài sản, cơ quan điều tra còn điều tra thêm về hành vi hiếp dâm đối với nghi phạm Hào. Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo của gia đình chị LTTL, 21 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, về việc không thể liên lạc được với cô gái này. Chị L làm quản lý một số chung cư mini, phòng trọ. Chị L rời nhà từ chiều 16 tháng 2, tức mùng 7 Tết Giáp Thìn. Khi đi, chị L mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày 19 tháng 2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hoàng Minh Hào và phát hiện thi thể chị L tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Ngày 20 tháng 2, liên quan đến vụ việc trên, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, bước đầu, nghi phạm đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cũng theo nguồn tin, có thể nghi phạm gây án với mục đích cướp tài sản, không phải do mâu thuẫn tình cảm. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này. Cách đây không lâu, một vụ án mạng đã xảy ra gây xôn xao dư luận khi nạn nhân trong vụ việc cũng là một cô gái còn rất trẻ. Cụ thể, vào sáng 14 tháng 2, Công an thành phố Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra nguyên nhân vụ cô gái bị phân xác ở gần một công ty trong khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là chị VTT, 25 tuổi, ở trọ trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Đăng Khoa, 25 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, ở cùng dãy trọ với chị T. Khoa sống chung với một phụ nữ quê tỉnh Bình Định, lớn tuổi hơn và đã có con. Theo điều tra, ngày 8 tháng 2, 29 tháng Chạp, sau giờ làm ở công ty, chị T nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê ở Đồng Nai ăn Tết. Chị T sau đó về phòng trọ, dãy trọ lúc này chỉ còn Khoa và chị. Khoa sau đó nảy sinh ý định quan hệ với chị T nên vờ nhờ chị sang phòng quân đồ giúp rồi thực hiện hành vi. Tuy nhiên, chị T kháng cự nên Khoa đã sát hại chị bằng cách làm ngạt thở. Tiếp đó, Khoa đi mua bịch ni lông rồi phân chị T thành nhiều mảnh, vứt ở một đoạn kênh không có nước ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xóa dấu vết ở hiện trường, người đàn ông này trở về quê vợ ở tỉnh Bình Định để lẩn trốn. Đến ngày 12 tháng 2, công an đến nhà vợ Khoa thì đối tượng này khai nhận hành vi của mình. Sáng 14 tháng 2, công an đã di lý Khoa từ tỉnh Bình Định vào thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, ngày 8 tháng 2, chị T sau giờ làm ở công ty nhắn tin với người thân rằng mình chuẩn bị về quê ở Đồng Nai ăn Tết. Tuy nhiên, cha mẹ chị T chờ mãi mà không thấy con về. Sau đó, gia đình cũng mất liên lạc với chị. Sáng 9 tháng 2, tức 30 Tết, qua điện thoại di động, người yêu của chị T đã về quê trước đó một tháng, nói với gia đình chị rằng đã nhờ người đến phòng trọ tìm chị thì thấy cửa đã khóa ngoài, người này phá khóa để vào phòng nhưng không thấy chị T. Trưa 9 tháng 2, gia đình chị T đến phòng trọ của chị ở thành phố Thủ Đức tìm con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn, xe máy vẫn để trong nhà. Trên xe treo nhiều túi đồ, tuy nhiên chiếc ba lô mà chị T thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng. Gia đình chị T sau đó đã trình báo công an phường Tăng Nhân Phú B. Ngày 16 tháng 10 năm 2023, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, 16 giờ chiều cùng ngày, Công an thành phố tổ chức buổi thông tin báo chí về kết quả điều tra vụ án giết người phi tang thi thể tại sông Hồng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm trong vụ án là TGK, sinh năm 1985, quê quán xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Nạn nhân được xác định là HIN, sinh năm 2006, trú tại quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, từng giành ngôi vị Á Khôi 2 một cuộc thi hoa khôi áo dài Việt Nam tổ chức đầu năm 2023. Trước đó, trưa ngày 13 tháng 10 năm 2023, người dân địa phương ở Bát Tràng phát hiện nhiều mảnh thi thể một người phụ nữ nổi trên sông Hồng và báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã tới phong tỏa hiện trường để điều tra, đồng thời đưa thi thể lên bờ để xác định nhân thân. Căn cứ kết quả điều tra, các chứng cứ thu thập được xác định nạn nhân là chị HIN. Cảnh sát cũng xác định chị N bị sát hại và phân xác để phi tang.
tập trung các hoạt động xác minh, điều tra. Đến 23 giờ ngày 14 tháng 10 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm tại Thái Bình. Khi bị công an vây bắt, nghi phạm đã dùng hung khí tự sát, song không thành và được công an đưa đi cấp cứu. Trước đó, vào cuối năm 2023, án mạng kinh hoàng ở Cà Mau trở thành một trong những vụ án khiến dư luận đặc biệt chú ý. Có thể giải thích vì sao án mạng này nhận được sự chú ý của dư luận là tính chất nghiêm trọng của vụ án, đồng thời thủ đoạn của kẻ thủ ác quá sức dã man. Đáng chú ý, thông tin mới nhất mà cơ quan công an cung cấp càng khiến cho dư luận sục sôi vì những lời khai của nghi phạm trong quá trình cướp đi tính mạng của 3 người, trong đó có một thai phụ đã lộ ra rằng việc kẻ thủ ác ra tay sát hại 3 người không chỉ từ sự việc bột phát. Theo nguồn tin của báo Người Lao Động, làm việc với công an, Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, nghi phạm không có việc làm ổn định, sống nhờ nhà vợ hờ nên cảm thấy không được tôn trọng và nảy ra ý định giết cả gia đình vợ hờ xuống Hoàng Tuyền. Theo cơ quan chức năng, các nạn nhân được xác định trong vụ án mạng kinh hoàng này gồm ông PVS, 69 tuổi và bà TTG, 68 tuổi và chị PLK, 38 tuổi, đang mang thai. Quay trở về động cơ gây án mạng kinh hoàng của nghi phạm, việc Khoa sinh năm 2000, tức là năm nay 23 tuổi, mà vợ hờ là chị PLK, đã 38 tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác đã tạo cho nghi phạm một cái cớ hoàn hảo để biến ý định giết người thành hành động. Theo đó, khoảng 7 giờ ngày 26 tháng 11, lợi dụng vợ hờ là chị PLK, 38 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, đang ở trong phòng riêng nên nghi phạm ra tay với nạn nhân. Đáng sợ hơn, Khoa sau đó không hề cảm thấy hối lỗi, mà con thú bên trong đối tượng đã lấn át hết lý trí. Khoa lúc đó không hề nao núng mà lấy mền đắp cho người phụ nữ, từng là người đầu ấp tay gối với mình. Khoa sau đó đặt võng trước cửa phòng của chị K với lý do vợ mình cuối thai kỳ sắp sinh nên cần nghỉ ngơi, mong người nhà đừng làm phiền. Bên cạnh đó, Khoa cũng nằm hẳn lên chiếc võng đặt trước cửa phòng nên gia đình chị K cũng không mảy may nghi ngờ. Tuy nhiên, có lẽ chính ông PVS và bà TTG cũng không thể nào ngờ rằng đằng sau cánh cửa mà bị Khoa chắn ngang kia, con gái và cháu ngoại của mình đã bỏ mạng bởi tên sát nhân máu lạnh. Bên cạnh đó, một chi tiết mà khi Khoa khai với cơ quan cảnh sát điều tra đã thấy được việc ra tay tàn độc với ông S và bà P không hề là từ bột phát mà hắn đã lên chi tiết hết sức tỉ mỉ sau khi đã ra tay với chị K. Khi ra võng nằm thì những ý định về việc sát hại bố mẹ vợ hờ của hắn cũng đã nhen nhóm. Tuy nhiên, kế hoạch này của hắn gặp phải một chút chướng ngại khi cùng ngày đó vợ chồng con trai ông S về nhà chơi nên cả gia đình tổ chức ăn uống. Ý định sát hại ông S và bà G bị hoãn lại. Khoa lúc đó vẫn thản nhiên chung vui cùng toàn bộ gia đình, nhưng khi được hỏi về chị K thì Khoa vẫn ung dung bao biện rằng chị K nói mệt cần nghỉ ngơi, cả nhà cứ ăn cơm bình thường. Sau đó, đến khoảng 16 giờ ngày 26 tháng 11, khi cả gia đình đã tàn tiệc và gia đình người con trai ông S ra về, thảm kịch mới chính thức bắt đầu. Khi đó, Khoa thấy bà G đang dọn dẹp phía sau nhà, nên Khoa đã ra tay với nạn nhân rồi kéo thi thể đặt xuống vuông tôm cách nhà khoảng 50m. Sau đó, Khoa vào nhà tìm ông S và dùng hung khí tấn công ông S khiến ông S tử vong sau đó không lâu. Gây án xong, nghi phạm đã vào trong phòng của ông S và bà G lấy đi hàng chục triệu đồng cùng xe của nạn nhân và tẩu thoát khỏi hiện trường gây án. Kinh hoàng hơn, khi có người hỏi về gia đình ông S, Khoa cho hay nạn nhân đã đi du lịch và đưa điện thoại cho nghi phạm sử giúp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.